cô chú nha. Hôm nay sẽ quay cho cô chú xem được biết được cái những cái trường học của bên đây nó như thế nào nha. Trường học cũ Kenny là trường học mình mới vừa đi để video lên cho cả nhà xem đó. Những cái món quà yêu thương của trường học Kenny mới vừa điện kêu vào lấy bốn cái bọc như thế này, bốn cái giỏ như thế này. Nặng chịu chịu luôn, tại nhà tới bốn cái giỏ luôn. Vì nhà em con đông á nên là nó cho tới bốn cái giỏ luôn. Nói chung là người nào con đông nó đều cho giống nhau như vậy hết. Rất cái trường học này có tâm như lắm nha cả nhà nha. Mỗi năm nó đều phát quà, và không phải mỗi năm đâu, nhiều lúc á là mỗi tuần nó đều phát đồ ăn cho người ta ngoài. Thậm cái đó là từ hồi bắt đầu dịch tới bây giờ luôn á, nó cho từ hồi dịch mà không phải cái trường học nào cũng có nha. Tùy trường học của cũ, con trai của em á là nó vẫn còn cho giống như là một cái voucher để mình có thể đi đổi đồ ăn á, là tới bây giờ vẫn còn cho luôn. Nè, nó cho rất là thương luôn á. Coi nè, nó gói đàng hoàng cho mình, nó gói tử tế cho mình, nó cho mình nè. Rất là nhiều luôn, nặng chiều chịu luôn, nó cho tùm lum, nó cho bánh kẹo, rồi nó cho xà bông, rồi nó cho tùm lum dân. Cái này là rất là nhiều. Bánh kẹo được của mấy đứa nhỏ ăn. Quá trời nhiều. Nhiều lắm luôn nè. Mấy người ăn cơm. Không phải ăn cơm. Cà phê đồ đủ thứ cho mình. Học có tâm dữ lắm luôn. Và mình cũng ngày mai bắt đầu mình cũng đi mua quà để tặng lại cho cô giáo, người ta tặng cho mình tặng lại cho người ta. Đây là những cái đồ mà mình mực ong. À đây là cái này để mình chét cái bánh mì mình ăn cho mấy đứa nhỏ ăn vào buổi sáng. Ôi quá trời nhiều luôn này nè, dâu nè. Dâu này ngon lắm cả nhà, dâu này mình chét cái bánh mì vào buổi sáng cho con mình ăn. Ông cho mấy ấy luôn. Rồi bánh tây nè, bánh tây là đó. Bánh là bánh kẹo đó, bánh quá nhiều. Trời ơi, cho tới 4 chai mực ong luôn, xài đã luôn. Gói kỹ lưỡng đây, có tâm lắm. Hay, để ta sẽ phút phút nè. Rồi nó cho mình những cái con đuông nè. Đuông dễ ăn, mình ăn đồ tây. Rồi cho mình những cái hộp. Công nhận cái miệng lớn dễ sợ, đừng ông thanh niên mà cái miệng lớn khủng khiếp, thấy cưng nó, cái miệng nó lớn vậy. Cho những cái sốt cà đó, mình có thể về nấu súp cho con mình ăn. Trường học rất là thương luôn á trời. Mấy cái món quà này chú có gỡ ra coi biết là cái gì chưa vậy. Con. Mấy cái hộp đậu á, đậu để dành mấy đứa con mình ăn vào buổi sáng rồi cả nhà. Rồi bỏ đây cho mẹ rồi, move. Please. Cho tới 2 hộp đậu luôn. Cho hộp quá trời luôn. Sốt cà có cái ấy trong đây, có bún trong đây. Ôi cho tùm lum bà la luôn. Thôi nè, cho nước nè. Trời, trường học tử tế thiệt chứ nó thật. Giờ mọi người không lấy cũng không được, nó điện hoài nó. Đây là cái mà trường học nó phải làm, nó giống như là trách nhiệm của nó phải đưa cho mỗi một cái gia đình là như vậy đó cả nhà. Đây đây trong đây là trà. Thơm trà với thời trà, cái này là thi cái nhà trà đó. Thơm một cái hộp to tướng luôn nè, thấy không? Thấy trường học người ta bên đây có tâm không? Trời ơi, giá cho Việt Nam mình mà được như vậy thì thật sự là tốt cho dân quá. Mỗi một năm đều phát quà. Ngày thường nó vẫn phát đồ ăn, ngày thường mà nó phát đồ ăn, nó phát như là rau cải nè, rồi rau củ rồi đó, nó phát đồ ăn, rồi nó phát hộp, rồi nhiều lúc có kim chi nữa. Có nhiều lúc có kim chi nữa, nó kêu em để lấy kim chi nữa nha. Đó, đây là bên đây chưa coi nè. Bên đây là cái hộp trái cây. Rồi cho. Thấy thương không? Nên là mình phải mua quà để trả lại cho cô giáo. Có quà và có lại. Đây nè, vớ của đứa nít cho luôn. Ý là sóc chứ, cái ấy tay, cái vớ tay. Đây, cái bao tay. Rồi, ôi tử tế thì. Còn ở trong đây là mình chưa có khui là coi trong đây là những cái gì. Ôi ôi, thương chưa. Đây là đồ chơi của đứa nít. Đây là đồ ship của mấy đứa nít. Đây nè, đó. Đây là bút chì viết của đứa nít, trời ơi. Cảm động ghê luôn á trường học. Cái trường học này nó có tâm lắm cả nhà. Nhiều người phụ huynh đã cho con đi học ở đây và sắp hàng, phải sắp hàng đợi luôn. Có nhiều lúc muốn bỏ con vô trong đây học đó là các bạn phải đăng ký sớm. Tại vì cái trường học này nó rất là tốt, nên ai cũng muốn cho con mình đi học ở đó chứ. Giấy bút mà. Mà cô giáo còn là hiền hiền đúng không ạ? Đây là cốc
coconut meal. Rất là nhiều luôn coi nè. Gói lại rất đàng hoàng nha, cho những cái vỏ sách rất là đặc biệt luôn nè, nó sách nặng mà nó không ấy luôn á, không phải là cho đồ dởm đâu. Đây nè. Đây là ôi cái hũ cà. Còn như là mấy cái này mà nếu cái nào mình không ăn á, mình có thể đem lại cho cái tiệm của con gái của em. Nó mới thì nói nếu mà mẹ không ăn mấy cái này, đồ tay mẹ không ăn nhiều á, cái nào mình ăn thì mình để lại, cái nào mình không ăn á được á thì mình đem vào cái tiệm của nó, có một cái chỗ để mà những người nào mà giống như những cái đồ nào mình không ăn đó, mình để đó, người ta sẽ lấy và trong cái shop lớn của nó nha, người ta sẽ thu vào để mà người ta cho lại những người mà kiểu như là thiếu đồ ăn á, cho chỗ này với nọ. Sốc cái này cả cái này nó có mà nó còn bỏ lên bỏ xuống này nè, bóc rồi rất là nhiều đấy nè, đây là bóc mà cho phải mỗi cái hộp đâu nha, một cái phải 2-3 hộp, 8 hộp, có 4 hộp gốc của nọ cho 2 hộp. Còn mấy cái hộp cà này thường ở đây tay nó dùng mấy cái hộp cà rất là nhiều mỗi ngày luôn, nên nó tưởng mình ăn nó cho rất là nhiều cơ nè. Mấy cái này mà nếu mình không ăn là mình không xài á, nhiều lúc mình xài nhưng mà luôn xài ít, mình sẽ cho lại, mình sẽ kêu con gái ngày mai sẽ xách vào trong cái shop của nó để mà cho lại những người ta không có đồ ăn. Đây, đồ chơi nè, đồ chơi của ảnh, còn một hộp nó mới vừa khui một hộp ở cái hộp này chưa có khui, mấy cái này chưa có khui, để khui cho cả nhà xem nè. Oh my god, nó điện à, hôm qua nó điện một lần, nó kêu em đi lấy rồi em nói không, chưa, tại vì chưa, để sách nặng quá, chị đợi con gái về sách phụ, với hôm qua rất là bận không có đi đó được. Nội này đây cũng là cái bao tay nữa. Trời ơi nè cả nhà, thương dễ sợ chưa, cho cái này là một cái áo để mà lạnh á, cái này nó cho trời lạnh á. À, còn mấy ton luôn nha cả nhà nha, nó còn cái món này nữa. Ồ, quên để khui hết thì cả nhà xem. Ây da, à cái mũ này miên bộ nha cả nhà. Ồ, cái đồ nữa mà chàng cổ chắc cũng cỡ mẹ mà. Ồ, thêm một cái nữa, hai cái mũ và hai cái này đang có mà được ấy. Wow, quên tính không có khui đâu, tính lát nữa không khui, để khui cho cả nhà xem để trong đây có những cái gì nữa. Mà có tâm nữa. Đây là cái giống như là đồ tắm á, để tắm cho thơm. Thương mấy cô giáo cho sợ gối là rất là đàng hoàng. Và trong trường học như vậy á thì gối như thế này là rất là nhiều người để gối, vì rất là nhiều học sinh để học á. Rất nhiều người cô giáo ở lại đi học, dạy học xong rồi ở lại để mà gói quà cho học sinh. Mommy! Dạ. Yeah. À. Đây trong đây nè. What? Như là này giống như là cũng là bông tắm rồi, nó có kèm này kia vào đó. Lưu dia mà nhận quà này thấy mừng chứ không? Thì nó không có giá trị nhiều, nhưng mà có một cái là cái tình nghĩa. Cái tình thương của những cô giáo. Em này gì nữa vào đây. À, trong đây nó còn nữa nè. Trời ơi, còn ở đây nữa nè. Nãy mình lấy 3 cái này có phì á. Cái này là chip cả nhà, trời. Quên nó bên đây vẫn còn cái này. À, cái này là cái này kêu bằng cái gì, cái này kêu bằng cái trái cà na, rồi cái hộp bên đây vẫn còn cà na. Cái này là cái đồ mình pha chung với coffee, mình uống cái sữa mà mình pha chung với coffee, mình uống không phải cái sữa nhưng mà pha chung với coffee. Mấy hộp bánh này chip nè. Ôi trời ơi, rồi hết rồi đó, nhiều đó hết. Bye cả nhà nha, mình quay một tí xíu cho cả nhà biết được cái cuộc sống của mình như thế nào và những cái gì ở đây nó ra sao nha. Để cả nhà biết được cái nước Anh này nó có tâm tới cỡ nào.